Tuấn Nguyễn qua tôi đi ngủ, chào cả nhà. Rồi, cả chào nhà. ơi, nè. Cũng là cái miệng nè, nó anh ra đây đi nó em bảo em nghĩ em Ghé sẽ đi ra nói nè. đùa. Chúc Tuấn Nguyễn vui vẻ rồi, cảm ơn chị qua chừng nha. Tuấn Nguyễn cảm thấy sao anh Khoa bá đạo như vậy? Rồi, Thảo My thu mình kết quả rồi đó. Vậy hả? Thảo My đắc đạo rồi. Ngồi trong mưa. Ngồi trong mưa niệm Phật à, ngộ tu hành chứng quả Có luôn rồi. rồi. Có clip đó hả? Có clip luôn, ngồi trong mưa quanh ngồi ngộ tu hành chứng quả luôn rồi. Chuẩn bị được pháp danh rồi đó. À, hết đủ rồi. Ý nói lính của chức đâu hết rồi, giờ không có lính thì kêu quân sĩ chị Sơn gia hầu hoàng hạ chức đi đâu. Đâu Đúng rồi nha rồi má vợ, đang làm đồ ăn anh. Hoài wow, Hello cả chị nhà xả nha, chị rồi luôn chào á. chị Minh Trương nha. Cặp đôi bá đạo, chào Minh Trương. Buổi chiều vui vẻ nha chị Minh Trương, gọi là gì đổ bà rồi ta, trời xuất hiện rồi nha. Về chức giường anh Tuấn Nguyễn cho con nha. À, lâu mũi em bị cái gì vậy Tuấn Nguyễn? Nên nó uống cái hạt khác nước quá. Coi like của em nha, Tuấn Nguyễn chơi với bạn hết hết mình, gặp bạn chơi lại hết hồn đó. Chế Dũng không ra hả dạo? Chế Dũng không biết Lên chưa anh? Chế Dũng lên chưa anh Tuấn Nguyễn? Chưa. Chưa còn Chế Dũng còn dưới quê nha chị ABCD ơi. Rồi chào chị L Dương nha. Cái like này sẽ sập vào chiều nay. Anh Tuấn ơi, kệ năm giây trai xuất hiện kìa. Không nói trái. Anh năm giây trai tặng anh thùng bia á. Biết rồi. Rồi chút nữa kêu thùng bia về nhậu luôn nha anh năm giây trai ơi. Nhậu anh lại anh ơi, nhậu anh lại xuống biển là anh ơi. Tuấn Nguyễn không khổ đâu em. Ai có cho em bói quẻ thôi. Dắt. Coi chồng yêu khỏe à. Kiểm đi mặt qua coi dắt. Quan nhân về tiền tài, tháng này hạnh phúc tràn đầy. Trời ơi, trời ơi. Rồi, phải rồi dắt. Thôi em đi xuống đưa Chết chết cha. Trời ơi, tối ngày em cứ đi cái bầu ra hoài. Em cứ ngoại tình tư. Đừng có gãi nhiều quá, không có tốt đâu. Quất, cản qua cản lại đi vui ơi. Sao kỳ vậy, kiện cản qua cản lại ngồi nhau. Rồi qua rồi lại hoài. Rồi chiếc áo dắt rồi. Thôi nhất đi ra ngoài á, đưa cái miệng ma cho nó dặm lại. Cho nó dặm đường chỉ lại. Áo này không tiền, nó 300 ngàn không tiền. Để ra đây với cái gì về nhà thay á, cái gì buông á đem đi dặm chỉ mai lại. Chứng đây mọi người ơi. Tháng này hạnh phúc tràn đầy với con hả bà chết. Chơi với thằng cá cha bây giờ nó táp lại hết hồn. Đang có thêm chức con gừng chào đời. Đang có thêm chiếc con đừng chào đời. Rồi chào chị Barbie nha. Có gì vui vẻ hả chị? Cái nào nó ra chơi anh. Đó nên là nó ra chơi anh ơi. Ái Ly coi giùm mà nữ mộng hình 1988 năm nay như thế nào đi. Nguyên con nguyên con luôn hả? Chúc mừng trong gia đạo. Chúc mừng gặp chiếc cầm tướng Nguyễn ca ca. Hello cả nhà, rồi chào chị Sầm đi nương nha. Chào cả nhà yêu dấu, chào chị Barbie nha. Chào 129 người đang coi like của Trời em. ơi, làm gì qua bệnh vậy Sơn ca? Tấn Nguyễn chơi nhiệt tình là bạn chơi Sơn lại hết ca. hồn. Làm gì với bệnh nha? Còn cái gì giúp luôn kìa. Chị giúp, sao để chị Suka giận như giúp vậy? Kệ bà ơi, gió chiều nào quại ke chiều này. Quăng khô kìa. Quay ngồi chị. Đây chị.
Có gì mà chơi trời, kệ gia đình không có gì mà chơi, kệ ra đứng Nguyễn. Ra chơi em. Ra chơi em kìa, đó anh nghe anh gia đình ơi, ra chơi em kìa anh ơi. Gia đình đang chơi với anh còn đứng Nguyễn thôi, ca ca ca. Đinh Sửu 97, coi bố sao gì mà chết. Giống A mãi đỉnh rồi, chào cảm ơn chị Sầm đi nương nha. Cơm rồi chị. Em ăn rồi. Anh Tuấn Nguyễn ơi, hãy gả Dũng cho em nha. Trời ơi, mọi tình công khai quá Nguyên ơi, ngủ đi Nguyên ơi. À, chủ tịch âu yếm quá nên chị đó không dám qua chơi, ca ca ca. Rồi em chào mọi người nha, xin 5 phút quảng cáo nha mọi người. Mọi người ơi, em có bán trà bông nha mọi người. Trà bông của em là loại có ốc nè, ca nhậu không? 450 một ký. Loại 2 là 380k một ký, loại 3 là 250 một ký nha mọi xem người. Xem cá đem đồ về nhiều lắm. Em có bán thêm khô trà khô gà là trà bông gà. Đâu vậy? Là 380k một ký. Khô gà của em là 240 một ký nha. Rồi rồi. Rồi. Chào dạo tàu quá vậy sân vị chúc, chúc sức khỏe. Cảm ơn con chào cô Hiến Phạm nha. Hello cô nha. Rồi chào cô nha. Hiện tại em đang có bán chả cá, chả lụa và chả quế nha cả nhà. Giá u như kỹ nha, mọi người thương em ủng hộ em nha. Ngoài ra em còn có bán hạt rong biển, hạt và xà dẻo sấy khô với mít sấy nha, ngon gì chất hôm qua ăn gì chất. Chị Hà bán cho gì? Lấy hạt rong biển rồi cho chồng ăn chơi chất. Bà chân dữ á. Có ship qua Mỹ không anh? Có nha em, nếu em cần là ship qua hết nha. Trời ơi, bà chức con mượn anh Tuấn Nguyễn. Mua hai trái dừa mà mày, bà đưa mày chưa? Chưa, qua đâu lát bà hỏi bà coi. Mua hai trái dừa cho mày á, để đem về chợ. Trời ơi, lo chồng không, thương chồng không? Trời ơi, lo quá chồng ơi, Tuấn Nguyễn rất tốt với mọi người, dạ đúng rồi, cảm ơn chị nha, thầm xị nương. Đó, mạnh tay lên đi mọi người ơi. Lên nhìn em 200 người đi mọi người ơi, thương của em cho tụi em một like và một chia sẻ đi anh ơi. Đó, hôm nay tên Tuấn Nguyễn nha, mai hôm nay like là ngày cuối nha cả nhà, tại vì ngày mai là tụi em đi chùa. Ngày mai em đi làm từ thiện thôi chứ không có đi nha, chứ không. Em qua chồng em. Em làm em quậy thêm nữa hả? Đi trước đừng quậy anh Tuấn Nguyễn đi, trước quậy với anh Tuấn Nguyễn, thấy không, đưa cây vô bóp ngực thấy không? Không mọi người thấy không? Kia ta mới lên ngủ. Tuấn Nguyễn tốt thì sẽ không khổ đâu, em xin phép cho mình xin bằng cho xin phép cho mình xin bằng em nha. Bán tự nhiên mà xài giác ghê không? Ôi, để đây còn men ca nữa nè, nát gì hà qua kiếm mối gắn chịu nè. Đó, chào 147 người mạnh tay cho em một like, một chia sẻ đi cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hôm nay có sự có mặt của anh Tuấn Nguyễn với dì chức nha. Ngày mai là cô em đi chùa bên Bà Rịa Vũng Tàu để làm từ thiện nha. Đợt này chức định đi nhưng mà tại vì đi đợt này đi bận á, đi cũng làm kia không ai lo gì chức được nha cả nhà. Này khổ lắm ơi, của nó đi chơi đâu có kỳ. Rồi chức định khóc hoài. Còn cái gà bạn mờ mà thu hoài. Trứng nè mọi người ơi. À, cháu ăn hết đống khô đó hả? Tuấn Nguyễn tốt thì sẽ không khổ đâu em. Xin phép cho mình xin bằng em nha. Chứ hôm nay mặc đồ đẹp quá trời ơi. Mạnh tay cho em một like một chia sẻ đi mọi người ơi. Xin gọi bằng em nha Tuấn dạ, Nguyễn. Dạ dạ cô. Vậy chứ hôm nay mặc đồ đẹp quá à. Rồi anh Vũ Nguyễn ơi, em nhận được của anh là 7.516.000 rồi nha anh Vũ Nguyễn ơi. Đó, em nhận được tiền của anh Vũ Nguyễn rồi nha, anh Vũ Nguyễn mới vừa chuyển khoản cho em là 7.516.000 nha, cảm ơn anh nhiều nha anh Vũ Nguyễn. Trời ơi, chứ khán bản cận khán giả đi, nó khán giả mua này chứ. Trời mệt quá. Không, cái bán kiểu gì chứ cũng mệt. Vì chứ mệt đó, vì chứ đừng bán nữa, chứ ở nhà ngủ đi. Vui vẻ đi. Ờ, bán mình phải vui vẻ. Hà Bá ơi. Sơn ca về rồi kìa Hà Bá. Sơn ca về. Chân cá về giờ này à. Ok, chưa thấy
cô ba vợ của anh dậu vô. Anh này trời của ba là bên bên Tòn nha anh, năm như trai ơi. Trời ơi. Hello. Không, cái đó cô ba giờ thương nhiều người lắm giờ. Em không biết cô ba thương ai. Lúc đầu cô ba tỏ tình với em, bây giờ là cô ba chuyển qua Lâm rồi nha. Chào Tân, Ganh Đình, Đào Võ nha. Chào anh Vũ Nguyễn nha. Nay vô trễ với anh. Bảo đảm anh vô là nó có một người, người luôn theo đuổi anh, đứng đằng sau lưng anh nè. Bảo đảm người phụ nữ lúc nào người đàn ông thành công sao luôn có người đồng phụ nữ đứng sau. Sao lưng người đàn ông thành công. Vũ Nguyễn ơi, mời ăn trứng đi, mời nghỉ luôn rồi. Rồi đó, bảo đảm là em cỡ 5 phút hay 10 phút đổ lại là người người phụ nữ đó sẽ xuất hiện nè. Chín bánh bèo. Đời em là bóng, em thương chàng, chàng còn bóng mà. Trời. Vợ nào của dậu hả cha, năm nay sẽ sầu. Trời ơi, trời chị ra đây giờ nghe. Bắt mặt cái này vô liền 151 người. Trời ơi, cha anh Vũ Nguyễn. Anh Vũ Nguyễn ơi, mời ăn trứng đất lắm ơi, là mồi cho tiện. Ủa trời làm gì hả? Trời ơi. Tao gãy đi. Trời ơi. Là trời, gãy lưng, kêu gãy lưng đi. Đưa cái tay qua là phải ghê dứt quá. Dứt vô một tí. Thì anh Vũ Nguyễn nó dứt hãy quên tao đánh đi, chứ tôi động tay hoài à. Hello, anh của em Vũ Nguyễn. Trời anh em có ăn cây cà lem hả cô ba? Dạ em cảm ơn anh Vũ Nguyễn gì chấp. Anh Vũ Nguyễn là quên tao đến đây chứ kêu lộn tao đến hoài à. Anh Vũ Nguyễn. Ồ là kêu lộn đúng tao này nha. Anh đúng Vũ Nguyễn nha. Ơi mở hàng trứng đi. Bán ngày nữa nghỉ luôn rồi mời làm hội thực tiện Vũng Tàu rồi. Anh Vũ Nguyễn giờ sức khỏe nha anh. Có gì đâu võ gửi lời thăm sức khỏe anh Vũ Nguyễn nha. Hỏi mọi người chào cô ba, chúc em ngày mới vui vẻ. Hỏi mọi người ơi, em có bán khô cá dưới 150 một ký nha mọi người. Cá lù đù 140 là xưởng truyền thống là 180k một ký, là xưởng miếng muối là 190k một ký nha mọi người. Hỏi em cảm ơn chị Quyền nha. Cảm ơn chị Quyền đã ủng hộ cho em nửa ký chà bông loại 1 với nửa ký khô gà cho chị. Cảm ơn chị nhiều chị Quyền. Vậy lớn. Quyền ơi, ra lấy trà bông của con đi. Ăn cà lem của ai cũng được, riêng anh thì em né nha. Còn chưa chị? Dạ dạ chị. Trời ơi, em nghĩ em vô được anh hả? Trời ơi, em mơ đi em ơi. Em nghĩ em vô được anh đó cô ba. Trời ơi, đời em là bóng. Nhưng không ngờ ai bóng hơn em nha cô ba. Tôi thôi đi cô ba, thích lắm làm bộ nữa anh dậu dai sức. Cô ba thích vậy mà, trời ơi hơi bị con nha cô ba. Hello em gái cô ba của chị. Chồng bà ngồi kế bên kìa kêu ông xã gì chức mua đi. Chồng bà ngồi kế bên nghe kêu ông xã của gì chức mua đi. Trời ơi trên Tấn Nguyễn hello chị Đào Võ, cơm nước gì chưa chị yêu. Chào anh Tân Nguyễn. Đầu cần vui vẻ bên gia đình. Trời ơi chào anh Thành Nguyễn hay Tân Nguyễn đây. Đó chị Nguyệt Nguyễn là anh Thành Nguyễn là anh Bùi Lâm Bùi bộ ba cam sơn chiến đấu mãi đỉnh nha. Chế độ kiên cô ba em gái ơi. Hello anh chị xem vui vẻ chào còn Unu rồi chào chị. Ôi chào anh Kho Mắt Chừng nha. Chào Nguyệt Nguyễn vui vẻ với trời ơi ơi anh Tuấn Nguyễn xuất hiện kìa. Ông năm giờ trai là ai mà nói đúng quá vậy trời ơi. Dạng gu của cô ba là thích hàng to. Cô ba bữa nào chịu anh Tuấn Nguyễn không? Anh cứ Nguyễn anh nằm trên nằm dưới anh nằm trên mà em nghĩ cái khới anh lúc nào anh cũng nằm trên là cô ba nằm dưới đâu cô ba. Cô ba là ai vậy? Cô ba là một cái fan chân chính. Ồ ghê vậy. Trời ơi có cặp lù đông đau hơi bị bự đó anh. Trời ơi. Đó. Cô ba chịu anh Tuấn Nguyễn không? Anh Tuấn Nguyễn nằm trên nè. Ông Nam Gia Trai là ai mà nói đúng quá vậy KKK. Cho nên... vừa cô ba hôm qua ham hố mua cho còn một ký rong biển rồi bị toàn quất lại. Trời anh ơi anh đừng có đâm em, anh vô không có nổi đâu. Trời ơi cô ba của em là ngày nào em cũng cô em cũng có nói chuyện trên live stream buổi tối mà. Anh đừng có sơ hở là gì, sơ hở là gì. Cảm ơn Nguyệt Nguyễn nhiều nhé, em cũng vậy nhé. Trời ơi quá tuyệt vời luôn. Hello anh gửi không anh Trừng buổi tối vui vẻ và sức khỏe. Đó mọi người mạnh tay lên cho em đi, 149 người rồi, lên 150 người đi mọi người, 170 người đi. Sale sập sàn luôn anh Tuấn Nguyễn ơi, sale trứng nè cả nhà ơi. 10 trứng tặng 19 trứng tiền 20 trứng nha cả nhà. Chào anh Năm Dây Trai.
Năm nha trai gì nữa trời. Sao gì cũng kiếm chồng như trời. Cái gì vậy? Bên kia đâu vỏ. Trời ơi, tôi nó lấy cái Tấn Nguyễn đã dính bùa yêu, là bùa yêu của gì trước rồi, đúng rồi, cái này là cái gì, có dính cái gì đâu lấy ra. Trời ơi, bỏ gì trước không được nữa, em hối hận rồi anh Vũ Nguyễn, đáng lẽ em nên nghe lời anh Bùm Hoàng, trời, đáng lẽ nên nghe lời anh Vũ Nguyễn mua nhiều thêm để làm từ thiện em, cô ba công đức vô lượng nha, hạt trong biển ăn những lúc đói vừa giảm cân mà vừa tốt cho sức khỏe nha em. Đó, hạt trong biển em có tác dụng là ăn nhiều sẽ giảm cân nha cả nhà, ăn qua cơn đói. Anh Tuấn Nguyễn ơi, anh bỏ ái ly đi, em lấy em đi, em còn trẻ còn khỏe hơn nè, một ngày em làm 30 cái cũng được nữa. Trời ơi là trời, 30 cái chắc đi chắc bò không quá. Chạy luôn. Hello hai em còn dậu, dạ chào chị Thu Nguyễn nha, một chị là một người khoan cứng của tụi em nha. Bà chức giờ hết thời rồi, lui cung được rồi đó má, kha. Trời ơi, anh lại nói gì em lại gì. Hết thờ mà có người xem cũng được nha anh ơi. Chung gì? Đó. Ai gì chồng chung. Trời ơi, đừng có đứa gì chứ. Trời ơi, nút lưỡi luôn kìa. Trời ơi. Ủa cài anh Tuấn Nguyễn quậy quá anh Tuấn Nguyễn ơi. Dắt áo rồi đó. Lát lấy áo rồi mặc luôn. Má cặp cặp quá chứ cơ ơi. Nói nhỏ lại trời ơi, nghe muốn lũng mà nghỉ trời ơi. Nói cô ba phải nói như vậy nha cô ba. Má không có ai trà lưng thằng bằng chải trà canh nó không đi ngu quá đồ trắng bờ lắm mới biết đi đâu chơi. Ủa mà này mấy anh chị kêu có ra không chị? Gia đình có ra không? Chở gì anh ra, anh Kinh Đình không ra, trời anh Kinh Đình ảnh muốn anh lắm rồi mà tại vì anh không làm được. Sao làm không được ông nội? Anh làm được gì? Bây giờ em hỏi anh. Trời ơi, ta liếm dĩa hái đào được chứ sao không được. Ủa sao gì trước sao anh không liếm đi? Thôi cái ghế. Ờ, chuyện anh liếm được, anh không liếm gì trước đi. Miếng nghe. Nè. Kệ, sao còn có một chiếc bông gì chứ? Đúng là một cặp trời sinh sao bỏ nhau được. Đúng rồi nha, cái cây anh hư quá nhanh Tuấn Nguyễn. Trời, cái cây này. Chào các anh chị xem ra vui vẻ, chào chị Cali nha. Trời lâu quá không thấy gì vô coi, hôm nay mới thấy chị. Cali ơi. Công nhận tìm cách trái đất này tìm một chức thứ hai không bao giờ có, đúng rồi, vừa già mà vừa dâm đảng nữa. Chào chị Cali nha, buổi chiều vui vẻ nha chị. Chào Cali nha.